Xin chào quý vị và các bạn. Ngày mai nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng toàn miền Bắc với nhiều điểm nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ở các tỉnh phía Tây Bắc sẽ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 đến 55%. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ và độ ẩm tương đối thấp nhất ở mức từ 40 đến 55%. Đợt nắng nóng này có thể kéo dài đến ngày 7 tháng 5. Dự báo từ đêm mùng 7 sang ngày mùng 8 tháng 5, khi một bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc được tăng cường xuống, thì Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, chấm dứt nắng nóng tại khu vực này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lui xuống Trung Bộ trong 2 ngày tới tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35 đến 55%. Còn khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ và cũng chỉ cục bộ có nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ. Đến khoảng rạng sáng ngày 8 tháng 5, do khối không khí mát từ phía Bắc được di chuyển xuống nên cũng sẽ gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, ngày 8 tháng 5, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần với mức nhiệt độ cao nhất ngày trong ngưỡng 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày mai còn xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 7 tháng 5 trở đi, mưa rào sẽ xuất hiện rải rác, tập trung nhiều về chiều và tối, cục bộ có thể xảy ra lốc sét nên bà con cũng cần hết sức chú ý đề phòng. Trong 2 ngày tới, thời tiết khu vực Biển Đông bao gồm 2 huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn ổn định và thuận lợi trong hoạt động hàng hải. Từ ngày 8 tháng 5 sẽ có mưa rào và dông xuất hiện nhiều hơn, khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh tiềm ẩn gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.